Hey, slow. Chào mừng anh em đã quay trở lại với CN Gamer tập tiếp theo của Bluffer. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa con nhân vật của mình tiến đến với C3. Vì hiện tại level mình đã đạt được 1523 rồi. Thực chất thì chỉ cần 1500 thôi là mình đi qua được C3 rồi. Mà mình ở lại mình săn mấy cái tộc, các bạn theo dõi video của mình thì các bạn đều biết đúng không? Qua đấu trường La Mã. Hồi bữa mình có làm cái nhiệm vụ giải thoát cho mấy cái thằng ở dưới đấu trường La Mã này rồi. Để có thể đi săn tộc thì mình bắt buộc phải làm nhiệm vụ này ấy. Chúng ta sẽ lại nói chuyện với cái thằng đầu đỏ này. Trang bị cái trái Phật tổ này vào. Nghe bảo là vô phải đấm nhau với thằng Rip Inda. Tôi buồn, vì sao vậy admin? Mày có thể đi đấm thằng Rip Inda cho tao được không? Tôi đang nhờ mình đi đấm thằng Rip Inda này. Cái gì mà tôi cần ăn ấy, bật cái runner để cho cái bản update 15 ấy. Mình không hiểu cho lắm. Thôi kệ nó đi. Chúng ta bắt đầu. Đấy rồi, thằng Rip Inda đây các bạn ơi. Nó cầm cây Zoru. Trên đầu nó có cái đéo gì giống như bong bóng nổi trên đầu ấy kìa. Mày. Úi, thế thì tính ra con này yếu à mà anh em. Uầy, nó chém mình mất đâu đó được có một nhít máu, tầm khoảng 100 máu hay sao nhở? Xong rồi à? Ui à, mẹ về phim cho con hết xem à? Bỏ qua được à? Anh em bắt buộc phải ngồi xem à? Bố nên chứ nó bắt mình ngồi xem phim hoạt hình trẻ con à? Trọng thương rồi. Ây à. Rồi xong, rớt kiếm. Đu gì đấy? Skill của cây solo hả anh em? Rồi sao nữa? Quỳ xuống bút cu giảng hòa. Đúng kiểu phim cho con nít xem luôn. Ôi, biến mất luôn. Nói chuyện với thiên trưởng tại vườn thực vật. Thế là sau khi mà chúng ta xem một bộ phim đéo hiểu kiểu gì, chúng ta đã có thể vượt qua được C3. Bắt buộc phải xem anh em ơi. Đây là một tin nhắn thần giáo cắt cảm. Tôi đã bị giam cầm bởi Rip Inda tại biển thứ 3. Tôi cần bàn giải thoát, tôi càng sớm càng tốt. Nói chuyện với thiên trưởng tại vườn thực vật để lên C3 đây. Nó kêu là nó đang bị giam cầm ở C3 và nó cần mình qua đó cứu nó. Bồ dí bỉu vào. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ nói chuyện với cái thằng này. Tôi có thể đưa bạn đến với biển thứ 3, bạn có muốn đi không? Và đương nhiên là có rồi. Ok, mình đã đến với C3. C3 này nhìn đảo to thế nhở. Nhiệm vụ triệu phú cướp biển ở level 1500. Nói gì thì nói chứ mình đã đến với C3 trong từ game Bluffroot rồi. Có thể nói là mình sắp phá đảo được con game này. Ở C3 này mục tiêu của mình là săn tất cả các vật phẩm rơi ra từ boss. Thứ hai là mình nâng full tộc. Uổi mình nâng full tộc, nghe bảo các bạn nâng lâu và khó lắm đúng không? Không biết sao đây. Mình còn phải test mấy trái ác quỷ nữa nhở. Sau khi mà mình phá đảo Bluffroot, nói chung là không còn gì để làm trong con game này nữa, thì đương nhiên rồi là mình sẽ không đăng video này. Hoặc là có thể đăng thì mình lâu lâu mình mới đăng một cái thôi. Mình chán, mình không có game gì chơi ấy. Mình vô mình chơi một tuần một cái, hoặc là có thể là một tuần nếu có cái nào, hoặc là một tháng một cái, tùy hứng. Mình thích thì mình chơi, không thì thôi nhá. Vì có cái đéo gì trong đây để đâu mà chơi. Các bạn ơi, sau khi mình lên C3, mình farm level một hồi cho nó đả đời đi, thì mình chợt nhận ra là còn một món vật phẩm nữa mình vẫn chưa săn được ở C2. Cho nên là bây giờ mình đã quay trở lại với C2 để săn cái món vật phẩm đó. Chắc hẳn là các bạn đều biết vì các bạn comment cho mình mà. Đó là cây lôi gậy thể 2. Thực ra cái lôi gậy này chúng ta có thể lên C3 săn cũng được, nhưng ở C2 đã săn được rồi, cho nên là mình mới quay lại C2, mình săn ở C2. Điều kiện đầu tiên để có thể lấy được cái lôi gậy thể 2 thì các bạn phải có một trái ác quỷ lôi, hoặc là các bạn cũng thể mua trái ác quỷ lôi vĩnh viễn giống như mình. Trái ác quỷ lôi đấy các bạn. Nếu như các bạn đang thắc mắc mình có trái ác quỷ lôi vĩnh viễn kiểu gì, thì thực ra là chị Hà Mon tặng chứ không phải là mình mua. Nhưng nếu như mà các bạn muốn mua trái ác quỷ lôi vĩnh viễn thì đây các bạn ơi, giới thiệu các bạn shopcngamer.com, nơi giúp các bạn có thể mua Robux giá rẻ sau 120 giờ. Các bạn quay vòng quay random ra Robux cùng rút về là 120 giờ. Và các bạn nên nhớ, các bạn mua trái ác quỷ vĩnh viễn, ví dụ như là trái lôi mình đang sở hữu đi, thì các bạn có thể vào cái phần game pass này và các bạn mua, chỉ trong vòng một ngày thôi là các bạn có thể sở hữu được cái vật phẩm đó rồi. Ví dụ ở đây
có Leopard này, Dragon, Spirit, Control, Venom, Shadow, Đấu Bao, các kiểu bla bla trong đây đều có hết nhá. Hiện đây thì mình cũng thông báo với các bạn luôn là shop mình đang có một quả ưu đãi cực sốc cho các bạn nào mà thử Random Arc 50k trên shop của mình. Ở cái phần Random Arc 50k này thì các bạn sẽ nhận được Arc Level Mask và sở hữu 3 đến 5 cái melee nha các bạn nhá. Hên hên thì các bạn lại sở hữu được những trái ác quỷ như là Dragon, Spirit, Leopard. Chắc là đéo có Leopard đâu. May rồi ra các bạn phải chơi những vòng quay random mà cao hơn thì may ra mới có. Nói chung thì ở cái phần random 50k này nó đang được giảm giá 50%, là chỉ còn lại 25k thôi các bạn. Và số lượng ác ở trong đây có hạn, chỉ còn lại 43 ác thôi. Bây giờ mình mua một ác này và thế là còn lại mỗi 42 ác. Đây, mình đăng nhập vào ác rồi các bạn ơi. Mới vào là thấy nó đang sử dụng cái Super Human rồi này. Vào gặp Trẻ Châu cửa. Xem trong phần anh em làm này có gì nào. Là phần chưa có nổ tam kiếm của Ronaldo luôn á. Nhưng mà được cái là ác này có trái Dragon này các bạn. Mà 25k như này là quá ngon. Mát level sở hữu 5 cái melee cùng với một trái Dragon là ngon phái trưởng ấy này. Nếu như mà các bạn mua ác trên shop mình không đăng nhập được, hoặc là các bạn rút Robux mà sau 5 ngày không về ác, thì các bạn cứ nhắn tin với shop qua phần trợ giúp góc tay phải phía bên dưới này, Messenger ấy các bạn. Các bạn có thể nhắn tin qua đây để shop hỗ trợ các bạn. Link shop mình để ngay phía dưới phần mô tả. Quay trở lại vấn đề chính trong video ngày hôm nay thì mình sẽ ăn trái ác quỷ lôi này và sau đó thức tỉnh full skill lên V2 và phát cuối cùng mình sẽ lấy được cái lôi gậy thể 2 nha các bạn ơi. Là trong clip này mình vừa săn lôi gậy cùng vừa thức tỉnh full skill của trái lôi luôn. Tuy rằng là mình có trái ác quỷ lôi bình viễn rồi nhưng mà mình vẫn ăn nha các bạn. Thể hiện mình giữ cái sĩ diện chứ đúng không? Chẳng qua là trái này nó rẻ tiền thôi. Gặp mấy trái như Leopard đồ thì mình đều đều đâu các bạn. Skill đầu tiên là skill lôi chỉ. Úi dồi ôi, 29 đam. Phải chịu nhưng mà trái này thuộc dạng hệ Logia nha các bạn. Quái đắn xuyên người. Lôi chỉ vẫn chưa chết. Mau phát lôi chỉ vẫn chưa chết. Thua. Mày thử chưa chết cái của con nó. Rồi, sau khi mình giết nó thì chắc chắn là lên hơn 30 level và mở được quả skill dịch chuyển chớp nhoáng. À, thế là nó dịch chuyển rồi đấy hả? Hết à? Ngồi chờ nhiều skill à? Mình lướt được có đúng một đoạn bằng cái skill R thế. Để mà farm level cho nhanh thì mình đã kêu những thằng ANCM của mình vào, bao gồm thằng Cỏ, thằng Nguyên, Dứa cùng với Duy. Chứ mình không có tăng sức mạnh cho trái ác quỷ block ấy thì mỗi farm cũng mà đến Tết. Tết rồi chưa xong nữa. Quay lại cái phần thủ vật đề 3 bằng con yếu nhất nha các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ sử dụng đam của kiếm gây lên con quái hơn 10% sát thương. Sau đó mình sẽ sử dụng sức mạnh trái ác quỷ chữa một phát để cho bọn kia tự xử nữa là xong. 87 thông thạo. Con boss tiếp theo mình giết là con Đốc Lan Mingo, 124. Tiếp ngay sau đó mình sẽ giết con Jeremy boss lò xo. Không hiểu là do game hay là do mạng của mình lag nữa. Mấy con boss này toàn đầu chọc đầu hói. Sau đó thì mình sẽ qua giết cái thằng thuốc lá sờ mo kê. Ai à, mình hết haki rồi không né được. Ôi dính chưa? Chưa đúng không? Thiên lôi xét. Skill vậy, skill gì nóc nhà hay gì đây? Đánh đi. Quả skill gì nóc nhà. Uầy, hấp chìa khóa thư viện với chìa khóa ẩn đây. Tôi giết quả chìa khóa ẩn đấy thế nhở? Bữa giờ ra phải 6 cái rồi. Xăm con thịt quái này thì sẽ lên bao nhiêu thông thạo đây? 238. Con cuối cùng đó là Duff Flamingo. Mở khóa skill cuối cùng rồi. Đó là lôi bom. Đâu có nào. Ui, mà nó triệu hồi ra quả cầu to đùng xong ném trên trời ném xuống nhìn chất vai. Cái skill lôi chỉ cùng với thiên lôi xét này thì cái con boss ở trên đảo trên trời ấy nó sử dụng. Sau khi mà cái full mastery thì mình sẽ đem cái trái ác quỷ này đi thức tỉnh dạng V2. Không biết là cái map của trái lôi nó sẽ như nào nhỉ? Để mình vô coi xem map trái lôi thức tỉnh nhìn ra sao. Đây rồi. À, nó ở trên trời anh em ạ. Trên mây này. Nhưng mà xung quanh lại có nước. Logic. Để mình góp một chút đam nhá. Đó, mình góp đam rồi nhá anh em chứng kiến cho mình nhá. Mình góp đam ở đây chứ không phải là mình vô mình bú đâu. À, hai cháy phật thì thôi, nó đi rai nát cái map này luôn. Hai thằng cầm song kiếm cả hai, đã thế lại còn cả tộc thiên thần nữa. Trùng cuối chỉ biết quỳ xuống mắc búp cú thôi. Thế nào thứ hai nhìn đẹp thế. Nó có nguyên một cái tòa lâu đài ở đây luôn này anh em. Ui, chém kìa. Rất ghê gớm, đến từ song kiếm kết hợp với trái phật tổ. Rồi, đã hoàn thành đảo 2 và chúng ta tiến đến đảo thứ 3.
xong đảo 2 rồi, hai thằng Phật tổ này nó còn làm cái cục cứt gì đấy. Đi qua đảo 3 kìa, xong rồi. Thực sự thì cái đảo thứ 3 này nó lại còn không đẹp nổi bằng cái đảo thứ 2 luôn ấy. Cái đảo thứ 4 này nó giống y hệt luôn cái hòn đảo trên trời ở cái C1 đấy các bạn. Giống như là một cái map ở C1 mà được thu nhỏ lại ấy, nhìn đẹp vãi nồi. Tính ra skill của mình xài ra nó có thêm cả mây ở trên trời. Đấy, mây kìa. Mây đen kéo đến ùn ùn. Đến với hòn đảo cúng sức quầy. Nó làm cái kim tự tháp. Ná ná như là map của trái ăn sáng. Trung quấy kìa. Trung quấy xài skill của trái lôi. Uầy. Có tộc rồi kìa, tộc thiên thần. Rồi sao con quái hư luôn. Quái quỳ xuống rút cu luôn. Chỉ biết mình được bị chém thôi. Khỏe vãi trưởng hai tộc thiên thần. Thì đặt như này mà có tộc thiên thần thì ôi trời ơi. Con cuối cùng nguyên Dubai cho nó lên thớt luôn rồi. Thế là mình vừa ride xong một ải của trái lôi nhá. Dưới cùng xa trái lôi à, vô đây luôn rồi này. Bạn muốn gì? Tôi muốn thức tỉnh skill Z. Mất 500 điểm F. Hiện tại mình phèn máy nồi còn có mỗi 3k2 à anh em. Để hôm nào rắn đi ride điểm cái đó. Skill lôi chấn long. Ui, đẹp vai. Cái đầu rồng đúng không? Lôi chấn long mà long là rồng này. Mẹ nó phóng ra cái đầu rồng. Nó không giống như là ở cái dạng V1. Dạng V1 là nó bắn ra con run. Nó ra nguyên cái đầu rồng luôn. Mình mua tiếp một cái chip lôi nữa để có thể đi ride điểm. Công việc của mình bây giờ chỉ là đứng nhìn thôi. Cho hai anh kia đắn nó lấy cái thân nộ bật tộc luôn. Có bọn này xài tộc thiên thần vào đắn nó nhàm vãi trưởng anh em. Chả cần phải làm gì cả. Xong rồi, lần thứ hai của map trái lôi. Thức tỉnh SQF cùng với 2000 điểm. Nó không thay đổi tên à? Nó vẫn giữ nguyên thì chuyển chấp nhoáng này anh em. Đâu rồi, test thử nào. Hết rồi. Là thay vì chúng ta dịch chuyển được một lần thì chúng ta dịch chuyển lên được 3 lần. Thời gian hồi chiêu cũng khá nhanh. Nói chung là nó không ngon cho lắm nhưng mà còn đỡ hơn những trái khác. Nếu có dịch chuyển, nếu có tộc thiên thần vào thì mấy cái map như là Phật tổ này thì không có tuổi. Cho rút lại câu nói vừa rồi nha, đau quá. Không sao, chơi tiếp anh em, phải có tiếp. Chết rồi nè. Bây giờ mình cứ đi ride điểm F như này, kiếm điểm đi. Xong rồi góp tầm khoảng 10.000 điểm rồi mình sẽ đi thức tỉnh một lần luôn. Cảnh báo nhà máy đã bị kẻ ngoài đột nhập. Ái xà, về đánh nhà máy đây. Bọn mình sẽ ngồi đây chờ nha. Thằng Nguyên nhân phẩm nó đánh nhà máy rơi ra trái ốc quỷ ngon lắm. Cho nên là cứ để cho nó đánh nhà máy đi. Lỗi, nhà máy kết thúc. Thằng Nguyên đánh xong nhà máy này, không biết nó ra trái gì để chạy về quán cà phê coi nào. Ra trái độc luôn. Anh em thấy không? Thằng này nó đánh nhà máy hên lắm. Thằng này đánh nhà máy cùng với đánh tàu hải tặc. Bữa nó đánh tàu hải tặc nó ra luôn cả trái Dragon. Nhà máy nó đánh ra cả leo bát. Nếu hiểu trong khi đó mình ngồi mình random hơn nghìn nát nó đều ra leo bát cho mình. Skill tiếp theo, skill ít với 3.000 điểm F. Jesua chắc chắn là như vậy rồi. Bảo sâm ở dạng V1 thì nó chỉ sử dụng được. Thì dạng V2 nó cũng thế, không khác gì đâu. Về vẻ ngoài thì nó có khác đi một chút. Nó không có mấy cái quả cầu. Ở dạng V1 thì nó xét xuống nó có mấy cái quả cầu hình tròn ấy. Nhưng mà mình thấy cái dạng V2 vẫn đẹp hơn dạng V1. Dạng V1 nhìn nó cứ phèn phèn đủ kiểu gì ấy. Skill tiếp theo được mình thức tỉnh lên dạng V2 sẽ là skill C lôi tử quang với 4.000 điểm F để thức tỉnh. Cái dạng V1 mình nhớ không nhầm là nó có một cái tia sét trên trời nó chỉ xuống. Uầy, mày lên V2 nhìn đẹp vãi luôn anh em ạ. Lại còn có thêm cả hiệu ứng ở dưới đất nữa. Skill V thức tỉnh này, lôi bom đấy. Bây giờ mình sẽ thức tỉnh skill tiếp theo, skill V với 5.000 điểm nguyên tật. Coi nha anh em nha, lôi bom. Mình sai rồi, skill đâu? Skill đâu? Sao bị mất skill rồi? Đây, test lại cho anh em xem này. Ui, xung quanh nó còn tạo ra cái viền đất nữa ấy anh em ạ. Nhìn được thực sự luôn. Mà cái khoảng khắc mà nó tung chiêu ra nó nhanh hơn dạng V1 cực nhanh nha. Cho những bạn nào mà chưa biết cắt lấy được cái lôi gậy tỉ 2 thì đây hãy làm theo như mình. Sau khi mà các bạn thức tỉnh full 5 skill, các bạn mua tiếp thêm cho mình một cái chip lôi nữa. Mà các bạn nên nhớ là phải sở hữu trái lôi nhá. Chứ còn mà các bạn không sở hữu trái lôi thì nó không đưa các bạn đi đâu. Phát này ride lần thứ 6. Nói chung là ride lần thứ 6 của trái lôi thì các bạn sẽ được đưa lên một cái hòn đảo mà tách biệt giống như thế giới riêng, đảo trên trời. Cần phải chuẩn bị 5.000 điểm F này nhá, quên không nói các bạn. Để đổi cái gậy này là phải mất 5.000 điểm này. Nhìn cái mặt nó này, điếm ấy. Sẽ nói chuyện mà dùng 5.000 điểm F để đổi lấy cây lôi gậy thể 2. Nó sẽ được chuyển sang một món vũ khí khác. Lôi gậy thể 1 vẫn còn đấy người. Nó giống như cái Din 3 nhỉ.
đi ba sấm sét đấy. Các bạn miệng răn là cái món vũ khí mạnh nhất ở C2. Các bạn nói thế chứ mình cũng không biết. Quay trở lại với cái C3 để mà farm cho nhanh nhá, chứ farm ở C2 lâu lắm. Ôi, giết xong con Bipmon nó tăng lên bao nhiêu level vậy? 156 thông thạo luôn, mở được skill Hand of Good. Là gì mình cũng biết, tiếng ăn thì chịu đấy. Việt xúc kiểu bốn đời với Việt xúc được đúng cái dưới, cái trên nó đéo Việt xúc. Clip sau thì mình nghĩ là mình sẽ đi săn phun toàn bộ tất cả các món vật phẩm rơi ra từ boss. Mình nghe đồn là có cây mini Zoru tỷ lệ ra phải gọi là thấp nhất trong ba si. Trời ơi. Hết tính ra ở C2 mình thêm mình săn áo tràng râu đen nó dễ ra. Không biết là lên C3 săn cái mini Zoru này như nào. Và chắc là mình sẽ dàn nguyên cái clip để săn mỗi cây mini Zoru đó cho các bạn xem luôn. Các bạn đã xem nhớ like ủng hộ lại công sức của mình nhé. Rớt vật phẩm áo tràng thợ săn đỏ này. Ủa? Cái đó là cái gì vậy? Mà mấy con này ra xương ấy các bạn. Xương xong lên con chim kia random ra được cái lửa gì đó thì mình sẽ triệu hồi được một con quái. Và mình đánh con quái đó sẽ có xác suất rơi được cái món vật phẩm liềm cắt cỏ. Liềm cắt cỏ ba hàng nhỏ luôn nhá. Bảo cũng khó ra phết. Lên nhiều level đây. 333. Ui, bia 333 hân hạnh đồng hành và tài trợ cùng chương trình này à. Còn luôn. Rồi, new skill lôi ngục. Ấy xà, skill ít nó mở cho mình rồi nha anh em ơi. Ôi, đánh bọn này được cái quỷ hồn rồi này. Hand of Work, nó trưởng ra một cái tia sét. Ui, lôi ngục nhìn đẹp nhờ. Nếu như mà có xương thì mình sẽ lại cái ông này và mình random này các bạn. Random hên hên nó sẽ ra cái lửa để đi triệu hồi con boss. Mình đang có 375 xương, 50 xương, một lần random, 155 điểm Nguyễn Thắng, 17.300 vàng, tai gấu. À, cái nón của cái thằng mà sử dụng trái bâu ấy các bạn. Ui, được 10 phút của ít 2 kinh nghiệm luôn này. Ôi, lại 10 phút đi ra kiếm nghiệm. Lên trên C3 này farm level tính ra cũng dễ. Đợi phải nhập cốt mà tính ra mấy cái cốt hồi bữa mình chưa xài nữa. Thôi để hôm nào mà cày level khó quá thì mình xài đi. Hải tặc đã được phát hiện đến gần lâu đài. Phang hải tặc đi. Đắn hải tặc này nó sẽ ra trái ác quỷ. Nó cũng giống như là đắn nhà máy ở C2 ấy. C2 thì hình như là 1 tiếng rưỡi là được đắn nhà máy 1 lần. Và bọn hải tặc này cũng như thế hay sao mình cũng biết. Rồi C3 lần đầu tiên nên là nhiều cái nó còn bỡ ngỡ quá. Mấy con hải tặc này là mấy cái con quái ở dạng C2 này các bạn. Đây này, nhân viên của nhà máy này. Đây là trùng cuối này các bạn ơi, trùng cuối. Đánh chết con này thì sẽ rơi ra trái ác quỷ. Nào, hãy ra trái gì đó đi. Đù, trái lò xo. Uầy. Lần đầu tiên lên C3, lần đầu tiên đánh hải tặc mà nó cho hẳn trái lò xo. Uầy, hết niềm tin luôn đây nè, mà hết niềm tin vào cái hải tặc luôn. Chịu cho được trái lò xo như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Chắc là video sẽ dừng lại ở đây thôi. Đăng ký nếu như các bạn chưa đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye bye.